Đông Giao Hàn Quốc, đại lý cấp 1, Hino Bình Thịnh. Hệ thống cần điều khiển dễ sử dụng. Hai chân chống trước và sau gian rộng, tăng độ cân bằng khi cẩu. Gắn trên xe nền Hyundai HD320, tải trọng dự kiến 9,7 tấn, chiều dài lọt lòng 82-70. Hai xi lanh thủy lực nâng hạ tầng mạnh mẽ và cứng vững. Cẩu liên quan SS2725 5 phút, sức nâng tối đa 12 tấn ở vị trí 2m. Hệ thống chống quá tải, chống căng cáp,